Đầu năm 1069, người Chiêm Thành lên kế hoạch bắt tay với quân Tống nhằm xâm chiếm nước ta. Trước tình hình nguy cấp đó, vua Lý Thánh Tông đích thân dẫn quân đi chinh phạt Chiêm Thành. Tuy cuộc chiến diễn ra vô cùng khó khăn, nhưng động lực từ hậu phương đã giúp nhà vua vực dậy ý chí chiến đấu và mang chiến thắng vang dội về cho Đại Việt. Lý Thánh Tông, Lý Nhật Tôn là con trưởng của Lý Thái Tông, mẹ là Kim Thiên Thái hậu Mai Thị. Ông sinh ngày 25 tháng 2 năm Quý Hợi, niên hiệu Thuận Thiên thứ 14, tức 30 tháng 3 năm 1023, tại cung Long Đức, triều Lý Thái Tổ. Từ thái tử tài ba đến ông vua nhân từ yêu dân như con, sinh ra thừa hưởng những tố chất của cha từ bé, thái tử Nhật Tôn sớm tinh thông kinh truyện, rành âm luật, giỏi võ nghệ. Ông tỏ ra là người thông minh xuất chúng. Tháng 8 năm Quý Dậu, 1033, ông được vua cha phong tước hiệu Khai Hoàng Vương, cho ở cung Long Đức để học tập. Ông may mắn được vua cha cho đi theo chinh chiến, chứng kiến những biến cố trọng đại của đất nước và làm quen với các quan lại trong triều để hiểu sâu hơn về việc chính sự. Không phụ lòng vua cha tin tưởng và thương yêu, Lý Thánh Tông ngày đêm miệt mài chăm chỉ học hành và luyện võ, nghiên cứu bình thư và thư pháp trong triều. Sớm được tiếp xúc, gần gũi với cuộc sống dân chúng nên hiểu được nỗi khổ của dân và thông thạo nhiều việc. Vua Lý Thánh Tông, năm 1039, vua cha Sung Trận đã tin cậy giao phó cho Lý Thánh Tông việc coi sóc kinh thành, triều chính, xét xử các vụ án, kiện tụng. Anh minh, sáng suốt cùng với những cách xử lý sự việc thông minh, Lý Thánh Tông nhanh chóng được sự tín nhiệm của các quan lại trong triều. Nhân dân cũng hết mực kính phục sự nhân từ, công minh và tài giỏi của ông. Đến năm 1054, vua cha lâm bệnh nặng rồi băng hà, Lý Thánh Tông chính thức lên ngôi vua theo di chúc. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có miêu tả ông như sau: vua khéo kế thừa, thực lòng thương dân, trọng việc làm ruộng, thương kẻ bị hình, phố về thu phục người xa, đặt khoa bác sĩ, hậu lễ dưỡng nghiêm, sửa sang việc văn, phòng bị việc võ, trong nước yên tĩnh, đáng gọi là bậc vua tốt. Không những thế, đến ngày giá rét, vua Thánh Tông có bảo các quan hầu cận rằng: chấm ở trong cung ngự sưởi than thú, mặc áo hổ cừu mà còn rét thế này. Huống chi những tù phạm giam trong ngục phải trói buộc, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, và lại có người xét hỏi chưa xong, gian ngày chưa rõ, nhỡ rét quá mà chết thì thật là thương lắm. Mối tình không hẹn mà gặp với cô gái hái dâu tựa gốc cây lan, vua Lý Thánh Tông đi vi hành, hy sinh những giây phút quý báu của tuổi trẻ cho việc triều chính. Vì vậy nhà vua đến tuổi đã tứ tuần mà chưa có con trai nối dõi, ngài lấy làm lo lắng. Năm 1062, vua bèn xa giá đi các chùa để lễ Phật cầu tử. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, thuộc truyền, vua Lý Thánh Tông cúng khấn cầu tử chưa thấy hiệu nghiệm, mới đi chơi khắp chùa quán. Xa giá đi đến đâu, con trai con gái đổ số đến xem không ngớt. Khi qua thổ lỗi, nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội, vua tình cờ nghe thấy tiếng hát trong trẻo vang lên từ ruộng dâu bèn cho người tìm hiểu.